Hello mọi người, xin chào mọi người đã quay lại video của mình. Thì mình xin thông báo một tin là mình sẽ làm podcast để lan tỏa cái tính nói nhiều của mình tới cộng đồng. Thì mình định mở cái kênh podcast, thì kênh podcast đó sẽ nói về hai chủ đề chính, đó là suy ngẫm về cuộc sống và suy ngẫm về sách. Có nghĩa là khi mình có những cái suy ngẫm về cuộc sống thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Hoặc là khi mình đọc sách, mình cũng có những suy ngẫm thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn luôn. Hai cái chủ đề lớn đó thôi. Thì các bạn sẽ nghe trên nền tảng podcast cái format âm thanh. Và muốn xúc động, hài hước thì trên nền tảng YouTube. Không biết có hài hay không? Trời đại nó đại. Podcast thì mình mới nghĩ đây thôi, mình mới tạo host thôi, chứ mình còn chưa đăng ký kênh. Nhưng mà chắc sẽ là ba kênh chính là Apple Podcast, Spotify Podcast và Google Podcast. Thì khi nào mình tạo mình sẽ gửi lên sau đó. Thì hôm nay mình sẽ nói về một cái chủ đề, trong cái chủ đề bự suy ngẫm về cuộc sống đó. Cái chủ đề này là một cái chủ đề mà mình nghĩ là rất là rầm rộ hiện nay. Ở đây cũng là cái podcast số 1 của mình, cái số đầu tiên của mình. Đó là chủ đề về tỉnh thức. Đừng ném đá tôi nha. Nghe tỉnh thức là muốn ném đá rồi. Những người nói tỉnh thức dữ quá. Thì mình muốn lưu ý rằng đây không phải là truyền đạo. Không phải là tôi đọc sách kinh, sách thánh, sách đồ rồi tôi truyền lại cho mọi người. Mà chỉ là dựa trên cái kinh nghiệm của tôi thôi. Cái gì nói nấy nha. Để coi thử có ai còn thắc mắc, hoặc là có ai trong cái ngưỡng này đó mà cần tìm đồng bọn thì coi và comment, hoặc là có thể trao đổi riêng tư với tôi nha. Thì cái tập đầu tiên mình sẽ nói về tỉnh thức là gì. Đó. Bởi vì nói về tỉnh thức dữ quá, phải biết tỉnh thức là gì cái nè. Bây giờ nếu như mà tôi nói nó ngắn gọn nha, nó ngắn gọn đi vô chủ đề ông vòng vòng luôn á. Thì tỉnh thức là cái mình thật sự chợt tỉnh và nhận ra chính nó. Đó, ngắn gọn là như đó thôi. Tỉnh thức là cái mình thật sự chợt tỉnh và nhận ra chính nó. Đó là ngắn gọn, câu thôi, xong, hết video. Xin chào các bạn trong video tiếp theo. Nói cho đó là ngắn gọn. Còn nếu như mà mấy bạn muốn dài dòng như cô dâu 8 tuổi, có vô thư viện tìm hết các sách thâm tâm linh, tìm hết cái kinh Phật, tìm hết cái kinh Chúa trong đó. Thật ra có rất là nhiều sách, rất là nhiều tài liệu từ cái thời cổ xưa tới bây giờ. Cái thời mà còn thiền đồ đông trên núi từ Lư Tà La đó, tới bây giờ đều nói về cái đó hết, theo nhiều cách khác nhau đều nói về cái đó hết. Cả biết bao nhiêu lâu tổ tiên của ta đã nói về cái đó, nhưng mà tới hiện bây giờ chúng ta còn mờ mờ ảo ảo. Là các bạn biết chủ đề là nó sâu cỡ nào rồi. Bởi vì cái lĩnh vực này nó khá là trừu tượng, nó không dễ nắm bắt bởi trí năng của mình. Và nó là một cái gì đó không phải là những cái dễ nắm bắt ở trên trái đất này. Đó. Có những cái hiện tượng, những sinh vật ở trên trái đất này, cho dù khó cỡ nào thì cũng có sẽ những cái môn học
Ví dụ như học đại học 4 năm là nhiều là biết nhiều cái gì. Nhưng mà cái này thật sự không thể học, không thể dùng trí năng, trí não, trí nhớ, trí đồ đó để mà học. Cho nên vì sao rất là nhiều người viết, rất là nhiều sự nói về, nói cả mấy đời cũng hết, mặc dù ngắn gọn có nhiêu đó. Đó, bởi vì đó là cái một cái chủ đề rất là trừu tượng, không dễ nắm bắt bởi trí não. Cái trí năng của mình luôn muốn được biết, luôn muốn được phân tích, luôn muốn được học hỏi, luôn muốn được có một cái gì đó logic, chính xác, rõ ràng để bấu víu. Và thường cái chủ đề này nó rất là khó hiểu, nó rất là trừu tượng. Cho nên từ đời này qua đời khác, từ thế hệ này qua thế hệ khác, viết đủ kiểu, nói đủ kiểu mà vẫn mờ mờ ảo ảo đó. Cho nên nếu như ngắn gọn như tôi nói nha, tỉnh thức là cái mình thật sự tự nhiên bừng tỉnh và nhận ra chính nó. Còn nếu mấy người muốn dài dòng là đi cứ coi cả đời cũng chưa xong đó nha. Đó. Thế bây giờ mới nói mình là cái gì? Ủa chứ hồi giờ, hồi từ nhỏ bây giờ tới giờ là mình là mình chứ là cái gì? Giống như là ủa hồi nhỏ giờ tới bây giờ, hình như cái khái niệm về mình nó không có được đúng hay sao? Cái mình của tôi nói và cái mình bạn nghĩ hình như nó không giống nhau. Đúng không? Bạn mới hỏi mình là cái gì mà tự nhiên chợt tỉnh. Ủa chứ hồi nhỏ giờ tôi có mê đâu, phải hồi nhỏ giờ tôi ngày nào cũng tỉnh dậy đi học đi làm đi đồ, mà sao bây giờ ba nói là ngủ mê 8 năm rồi giờ mới tỉnh. Vậy cái mình thật sự là gì? Cái mình thật sự nha, định nghĩa cái mình của bạn với cái mình của mình nó không giống nhau, và của những người tỉnh thức nó không giống nhau. Vì vậy nên có rất nhiều cái sự khó hiểu, chênh lệch, lệch pha đó. Mình cũng nói luôn, cái mình thật sự ở đây để mà nói mà gọi là chính xác, mô tả chính xác nhất là chắc cũng không ai biết. Bởi vì cái mình đó nó có từ cái đời nào, không có ai lúc đó mà ở đó có để phỏng vấn nó cái mình mày là cái gì. Có nghĩa là nó là nguồn gốc của tất cả mọi thứ. Nó có đó từ khi chưa có cái gì có hết. Đó, Big Bang là cái gì? Nó lâu cú đế sau này. Nó là một cái gì đó có từ thuở ban đầu, từ chưa có ai, sinh vật nào có để mà tới hỏi nó mày là cái gì nguồn. Đó, thì đó là mình. Mình có trước cả khi có bùng nổ Big Bang, có nghĩa là có trước cả khi cái vũ trụ này, là mình đã có ở đó rồi. Nghe tới khúc này là muốn gọi tâm thần tới rước tôi rồi luôn. Nghe tới khúc này là muốn bỏ vô bệnh viện tâm thần liền, chờ giây phút nào. Nói thêm cho sốc chơi, mình là cái ở trong một cái dimension khác, không có không gian, không có thời gian, không có nhị nguyên. Đó, thì chắc đưa vô nhà thương điên cấp cao rồi. Tới đây có thể là các bạn sẽ muốn đóng cái video cái rụt rồi, nói cái gì vượt quá sức, kiểu như hồi giờ nghĩ cái con này cũng được lắm mà sao giờ nó điên quá rồi. Và cũng có thể các bạn đã thấy cái sự gì đó rung động với cái sự thật, cái mình thật của mình. Đó, thì tỉnh thức là cái khoảnh khắc rất là đặc biệt. Và mình nghĩ là trong đời sống có nhiều khi là mình đã tiếp xúc rồi, thì nó bao gồm hai khoảnh khắc, đó là nhá hàng và trực nhận. Khoảnh khắc nhá hàng có nghĩa là sao?
Có nghĩa là cái mình của mình nó đang ngủ quên, đang bị che mờ. Tự nhiên ngáng cái mất hồn vậy, tự nhiên ngáng cái rồi rơi vô ngủ tiếp. Khi nó ngáng cái đó, rồi rơi vô ngủ tiếp đó. Nó chưa đủ mạnh để đi vào các trạng tâm linh và các trạng tỉnh thức, nên mình gọi là nhá hàng, bởi vì nó mới nhá cái rồi ngủ tiếp. Nó chưa muốn dậy, kiểu như là còn bị che mờ dữ quá, chưa đủ mạnh để mà nó dậy, nó nhá xíu ngủ tiếp. Thì lúc đó mình không hiểu gì hết. Thì thường á, thì thường nó có những biểu hiện như sau. Nó sao giờ kể giống bệnh lý vậy ta? Những biểu hiện như sau nha. Ví dụ mình kể cái ví dụ nhá hàng của mình đi cho mấy bạn dễ hình dung. Thì ví dụ như là mình có một cái sự liên kết với trời mưa. À, mình đang, ví dụ như là mình đang ngồi, đang lu su bu trong cái suy nghĩ, đang lu su bu trong những cái ảo tưởng của cái tôi nhỏ bé này. Thì chợt trời mưa tới, mọi thứ thanh mát, mọi thứ tươi mát. Tự nhiên mình cảm thấy mình được giải phóng, mình được tự do, mình hòa vào mọi thứ. Một cảm giác rất là khó tả. Một cảm giác có một cái sự yên vui đâu đó, sự thoải mái, sự thanh thản, sự rất là nhẹ nhàng đó. Và cũng có những lúc, cái lúc mà nó nhá hàng rõ nhất đối với mình đó, là mình đang đi trên xe, trời đang mưa. Cái lúc đó thì mình kiểu như thẳng thờ ngắm cảnh thôi, chứ cũng không có suy nghĩ gì trong đầu. Thì đột nhiên mình cảm thấy có một cái tình yêu vô điều kiện nó tràn ra. Mình cảm thấy tự nhiên mình rất yêu cái khung cảnh này. Mình rất yêu cái... Lúc đó mình đi ngang qua nhà thờ, không phải không có đạo chúa, đạo chót gì đó. Tự nhiên là ngẫu nhiên đi qua cái nhà thờ lúc đó thôi. Trời đang mưa thì tự nhiên đau tình thương đó mình tràn ra. Mình thấy trời, mình thương mọi thứ. Mình nghĩ là trong các bạn đã có những cái lúc đó rồi. Những lúc tự nhiên mình cảm giác trời, mình yêu thương tất cả mọi thứ, mình yêu thương mọi người, không vì bất cứ cái gì. Và cái lúc đó thì mình cảm thấy là mình hòa vào mọi thứ ở đây. Và mình cảm thấy như là nếu như mà mình có chết đi luôn, tự nhiên lúc đó vậy ba. Tự nhiên nếu như mà mình chết đi thì mình sẽ là hòa vào mọi thứ ở đây, tan vào mọi thứ ở đây bằng tình thương, chứ không có chết là mất hồn mất dí đi vô địa ngục đi vô gì hết. Tự nhiên vậy đó. Thì thường cái biểu hiện bệnh lý của nhà hàng là tự nhiên hòa vào mọi thứ, tự nhiên yêu thương vô điều kiện. Cái cảm giác đó nó hay lắm, nó cao, nó nhẹ đã đó. Nhưng mà nó đâu có chút xíu và mình không có biết thật sự nó là gì. Kiểu như đang vậy nó hết liền. Mình kiểu ủa. Rồi sao, là sao? Rồi cái lại quay lại bình thường. Stress tùm lum hết. Thì đó là nhá hàng. Còn cái biểu hiện bệnh lý trầm trọng hơn, cái biểu hiện tỉnh thức trầm trọng hơn là trực nhận. Vì nó trầm trọng hơn, vì đó là cái bước ngoặt mà bạn thật sự tỉnh thức. Vì đó là cái khúc mà cái cuốn sách cũ đóng lại và cuốn sách mới mở ra. Đó là trực nhận. Bởi vì sau trực nhận, bạn muốn hay không, bạn sẽ tự động đi qua các giai đoạn của tỉnh thức. Mặc dù có những giai đoạn bạn không muốn lắm đâu. Dù có những giai đoạn bạn không muốn lắm đâu. Thì trực nhận hay nhiều người nói là aha moment rồi đó. Thì trực nhận nó giống như là một cái khoảnh khắc nhá hàng, nhưng mà nó trầm trọng hơn. Là cái khoảnh khắc đó nó sẽ không vụt đến vụt đi, mà nó sẽ ở lại đâu 2-3 tuần.
tùy vào cái độ rảnh rỗi của người đó. Ví dụ như là mình lúc đó, mình lúc trực nhận thì mình đang nghĩ chờ sinh em bé đang rảnh mà, nên là 3 tuần đó. Và sau đó kiểu như nó tỉnh đủ ráo nha, kiểu như tỉnh rụi nha, để sau đó nó bắt đầu qua những cái trạng tâm linh. Và bắt đầu cái sự tỉnh đó nó sẽ ở đó, chứ không có nhá phát ngủ tiếp, còn biết chừng nào tỉnh. Đó là trực nhận. Và mọi người thường nói kiểu như có phân biệt là người vô minh và người tỉnh thức. Kiểu như tao đã tỉnh thức mày chưa, tao tỉnh mày còn vô minh. Thì thật ra nếu như nói đúng hơn thì phải nói tao trực nhận mày chưa. Bởi vì cái sự mình đó, cái sự mà mình gọi tỉnh thức đó, cái tỉnh thức là cái trạng thái chứ không phải là cái con tỉnh thức. Tỉnh thức nó là cái trạng thái thức tỉnh tâm linh. Không thể nói là tao tỉnh thức mày chưa tỉnh thức. Bởi vì cái mình thật sự đó nó ở trong mọi thứ, mọi vật. Cả cục đá cũng có nó. Mọi chúng ta, tôi và bạn, tất cả mọi người đều có nó. Nhưng mà nói đúng hơn là tôi trực nhận bạn chưa thì đúng hơn. Bởi vì là nó đã ở trong mỗi chúng ta. Chỉ có là những người thức tỉnh tâm linh thì họ trực nhận và họ bắt đầu vô chặn. Còn những người kia thì họ chưa đủ duyên để trực nhận, chứ không phải là họ kém cỏi gì mà họ chưa trực nhận hết. Họ chưa đủ duyên bởi vì còn rất nhiều ảo ảnh, rất nhiều mây mờ, còn chưa đủ quan tâm để đánh thức cái mình thật sự vậy. Đó. Thì khoảnh khắc trực nhận của mình thì mình cũng ví dụ luôn để mấy bạn nắm bắt được triệu chứng. Cái khoảnh khắc trực nhận của mình là nó đến, cái đó là không có gọi là mong cầu được. Cái đó ví dụ muốn lắm, muốn tu, muốn đủ kiểu hết mà nó không mong cầu được. Nó phải đủ nắng, đủ gió, đủ mưa hoa sẽ nở. Đó, đủ nắng, đủ gió, đủ mưa, đủ quan tâm, đủ. Anh sẽ tỉnh. Thì nhưng mà trước đó mình cũng phải có sự quan tâm. Bởi vì theo luật hấp dẫn, khi mình quan tâm cái gì đó thì từ từ nó sẽ đến với mình. Từ từ không biết chừng nào, cho nên càng hy vọng là càng mệt nha. Đừng có hy vọng, đừng mong cầu. Khi hy vọng mong cầu là nó không đến. Khi nào mà mình không hy vọng mong cầu nữa, không buông nữa, tự nhiên nó đến. Nó đến cái lúc mình không có đoán trước được, không có tính toán, không cái gì hết được. Là đột nhiên mình đang bình thường. Trước đó là mình cũng có đủ một cái sự quan tâm, cho nên là sao cũng được. Mấy bạn quan tâm tỉnh thức, mấy bạn có thể nghe những cái video tỉnh thức, mấy bạn có thể ảo tưởng tỉnh thức, mấy bạn có thể lý giải tỉnh thức, có thể ráng thiền, ráng chú tâm, ráng gì cũng được, không sao hết. Bởi vì tất cả mọi sự đó đều chứng tỏ rằng bạn đủ quan tâm. Và theo luật hấp dẫn, nó sẽ tới. Không biết khi nào và không biết kiếp nào, nhưng nó sẽ tới. Nên cứ giữ cái sự quan tâm đó, cho dù hơi khổ. Đó, thì một ngày đẹp trời tự nhiên nó tới với mình. Mình đang bình thường. Có một câu nói, nó cấm vô cái nơi sâu thẳm của mình và đánh thức cái anh chàng lười nhác đó vậy. Đó là câu ta, mình là cái thứ chưa bao giờ chết, là cái thứ rất là cổ xưa, có từ trước cái thở khai hoang lập địa. Cả vũ trụ này có nổ thì ta vẫn đó. Ta chưa bao giờ sinh để mà diệt. Đó, chợt nhiên, chợt tự nhiên, giống như là cái mình thật sự trong tôi nha, trong tôi
đã dễ phân biệt rồi, nhưng mà cái mình thật sự trong tôi tự nhiên tỉnh dậy, tự nhiên mình cảm thấy có một cái sự sắc bén nào đó, có một cái sự ờ há, ừ trời, đây là một cái câu, là một sự thật hiển nhiên, như là mặt trời mặt trăng ở kia, nó là một sự thật hiển nhiên. Cái lúc đó đó, tự nhiên cái câu đó dính vô trong mình á. Mình không phải là giống như là kiểu kiểu ờ chắc vậy, chắc đúng á, không phải vậy. Tự nhiên trong mình có một cái sự sắc bén nào đó nhận ra nó, ờ mình đây, mình là cái chưa bao giờ chết, mình đã phiêu du bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu tới đây. Lúc đó mình cảm thấy mình như là già, quéo già, sao mà già đó. Và mình cảm thấy câu nói đó là một cái sự thật hiển nhiên, không thể nào chối cãi, là một cái chân lý như mặt trăng mặt trời. Và lúc đó là cái đó nó chợt nhận ra nó là ai, và nó chợt thấy rằng nó đã hồi giờ, nó như nó ngu 8 năm vậy, nó không nhận ra. Và lúc đó là mình nha, bây giờ nói nó, mình sao thấy giống có 2-3 đứa, nhưng mà thực ra chỉ có một đứa một thôi. Thật ra chỉ có một đứa một. Lúc đó mình cảm thấy cái sắc bén đó là cái mình thật sự. Nhưng mà dòng dòng vô trong rồi thì nó nhận ra chính nó, cũng như là mình nhận ra chính mình. Và mình cảm thấy được cái sự sắc bén đó. Và trong 2-3 tuần đó mình cảm thấy, lúc đó là tôi chỉ nằm trong nhà vậy, tôi nhìn mây, nhìn trời, tôi nhìn tường đồ, mà sao tôi thấy, sao tôi thấy cảm giác nó rất là đầy đủ, rất là nhẹ nhàng, thanh thản, mãn nguyện, cảm giác rất là vui, cảm giác không cần phải phải làm gì nữa hết, cảm giác rất là ngủ, cảm giác vui. Không phải nó vui mà nó làm sao, nó rất là cao sâu. Tôi cảm giác giống như là hồi giờ tôi đã quên và tôi bây giờ tìm thấy chính mình. Đó. Và trong vòng 2-3 tuần cảm giác đó sẽ ở đó, là một cái gì đó rất là sáng suốt, rất là siêu việt, đầy tình thương. Có nhiều nhiều người trực nhận khác nhau, không có ai giống nhau hết. Ví dụ như tôi á, thì cái cảm giác đó nó rất là sâu, âm ỉ như than vậy. Cảm giác đơn giản chỉ là mình nhận ra mình là ai, mình nhận ra cái mình thật sự là nó siêu việt, nó sắc bén, nó sáng suốt. Và mình trong thời gian đó là mình nhận ra mình là cái ngoài tâm trí này. Trong thời gian đó là tâm trí nó không có nhảy vô, bởi vì cái sự nó sáng suốt đó nó mạnh dữ, cái tâm trí nó không có nhảy vô được. Chứ còn có nhiều người thì khi họ nhận ra cái bản thân đích thực của họ là ai, nhất là họ đã dành rất nhiều thời gian để đi tìm, thì họ sẽ rất là xúc động, có thể sẽ khóc rồi từ lưa hết. Đó. Và trong cái lúc đó thì mình sẽ thấy mọi thứ rất là sống động. Ví dụ như là trên tường có cái vân gì, ánh sáng đẹp hơn, sống động hơn. Lúc đó là cứ nhìn mây, nhìn trời, nhìn cái gì trên trời rồi đó. Hồi giờ đâu có nhìn trên trời. Lúc đó thì con chim nào bay qua, cổ nó đen hay trắng hay vàng gì biết hết đó. Đó. Nhìn mọi thứ, cảm thấy mọi thứ tuyệt vời. Nói chung là nhiều cảm xúc lắm mà chả biết diễn tả sao. Và sau 2-3 tuần đó thì mình sẽ bắt đầu rơi vô những cái trạng tâm linh.
nhận tâm linh thì mình để cho cái số tiếp theo đó. Để giấu hàng bớt chứ nói hết rồi ai coi nữa. Đó. Còn gì nói nữa không trời? Đó thì cái podcast đầu không biết có muốn nói gì nữa không? Sao như nói đâu nó cũng nhiều đó. Thôi mấy bạn đó, bây giờ mấy bạn khó hiểu chỗ nào, mấy bạn cần hỏi gì thì cứ hỏi. Tôi sẽ làm những cái số sâu gì trên câu hỏi của mấy bạn. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi. Chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần sau.